Ok, hello, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái mini game tiếp theo trong cái bản cập nhật PVZ Hybrid 2.2 anh em nhé. Thì đây là một cái mini game mà chúng ta sẽ phải đánh zombie trong cái kiểu chơi là bọn nó sẽ có những cái cổng mà teleport anh em ạ. Thì đây thì anh em sẽ thấy là chúng nó sẽ có hai cổng teleport, một cái cổng màu vàng và một cái cổng màu xanh thế kia. Thì cái cổng màu vàng thì đương nhiên là nó sẽ kết nối với cổng màu vàng rồi. Còn cổng màu xanh thì nó sẽ kết nối với cổng màu xanh. Ở trong cái mini game này thì anh em lưu ý giúp mình là khi mà mới vào trận đấu bắt đầu mini game luôn thì zombie nó sẽ ra luôn anh em nhé. Zombie nó sẽ ra ngay tức khắc luôn chứ nó không cho thời gian anh em chuẩn bị đâu. Thế cho nên là cái tốt nhất anh em mang đi thì chắc là sẽ là những cái cây mà nó có thể cho anh em trồng ngay từ đầu tiên. Ví dụ như trong cái trận đấu này của mình thì mình đang mang đi đó chính là con đậu mèo thường. Con đậu mèo thường này thì đam của nó không quá là to, không quá là nhiều đam, nhưng mà nó sẽ cho mình có thể trồng được ngay từ cái lúc mà vào game luôn. Thì zombie nó ra luôn thì mình có thể gây đam luôn. Như thế thì nó cũng hạn chế được phần nào để anh em mình có thể cầm chân được zombie anh em ạ. Cùng với đó thì mình sẽ mang thêm đó là con đậu thường. Trong cái trận đấu này thì mình có mang thêm cái hạt cà phê gọi là cao cấp anh em ạ. Cái hạt cà phê kia gọi là cái hạt cà phê siêu cấp. Nó sẽ nâng cấp cho anh em mình cái con dưa hấu, à nhầm, con đậu thường kia này, mới lại con đậu băng. Nó sẽ thành con dưa hấu băng và con dưa hấu thường em nhá. Thì đây là một con plant mới trong bản cập nhật 2.2 vừa rồi. Con này thì anh em mình cần đạt với số lượng sao nhất định ở trong mỗi phần mini game này để anh em mình có thể lấy được cơ. Nhưng mà đây là do là mình mở khóa rồi nên là mình mang mình đi test thử cho anh em thôi nha anh em nhá. Ok, anh em nào mà chưa mở khóa được thì hãy cố gắng chơi hết tất cả những cái màn mini game này và chúng ta sẽ unlock của tôi. Nếu như mà anh em cảm thấy những cái màn mini game này nó khó quá, anh em không thể vượt qua được thì có thể giảm độ khó xuống và chơi anh em nhá. Thì cũng chúng ta sẽ quay trở lại với lại cái màn mini game này. Như theo anh em đang thấy thì mấy cái màn mini game này thì cái cổng dịch chuyển kia chúng ta nó sẽ không đứng im. Nó sẽ di chuyển theo cái random anh em ạ. Nói chung là cứ khoảng một thời gian thì nó sẽ random ra một chỗ khác. Nó sẽ random chỗ khác. Còn về cái chiến thuật chắc chắn nhất thì anh em cứ thấy cái chỗ nào mà nó có cổng dịch chuyển đường ra nhá, anh em đè cho mình con cú nút vào đấy để cho zombie nó chặn zombie lại, cho zombie nó tốn thời gian nó cắn. Thì lúc sau anh em mình có thêm thời gian để gây đam. Chứ còn nếu như không chặn con cua nút vào đấy thì zombie nó vừa ra cái sau nó gặm hết tất cả các cây luôn, nó đi thẳng luôn vào nhà thì nó sẽ hơi bị khoai sắn cho anh em mình, bởi vì anh em mình sẽ không có kịp thời gian để gây đam đâu. Ok, đây sẽ là lượt cờ đầu tiên anh em nhá. Mình đang trồng được 9 con mèo pi rồi. Thì bây giờ thử xem là với cái lực lượng cây như thế này thì anh em mình có chống chịu được cái bọn zombie này không. Lúc đầu thì mình định chơi cái chiến thuật là mình vẫn sử dụng con Queen Sunflower lúc đầu tiên cơ. Nhưng mà nếu như mà mình sử dụng con Queen Sunflower kia lúc đầu tiên ấy thì nó sẽ bị cái vấn đề là nó sẽ rất lâu, có thể nó cho cung cấp cho anh em mình săn, nên là săn nó sẽ khá là lâu anh em ạ. Nên là mình chuyển sang chơi cái con hoa hướng dương bình thường này để nó cung cấp săn được nó ổn định hơn và nhiều hơn. Chứ chơi con Queen Sunflower kia thì được cái là nó sẽ ra đam rất là nhanh, nhưng mà phải nó lại còn không trồng được ngay từ đầu tiên nữa. Thế cho nên là trong trận đấu này mình không sử dụng quá nhiều con Queen Sunflower anh em ạ. Chứ không thì mình đã sử dụng rồi. Nó phải mất thời gian để nó cooldown ngay từ đầu mà. Chứ nó không giống như con đậu mèo kia. Con đậu mèo kia thì anh em mình có thể trồng được ngay từ đầu game luôn. Ok ok. Anh em vừa nãy thấy mình sử dụng một cái hạt đậu thần kỳ chưa? Một cái hạt đậu gọi là siêu cấp VIP ấy. Mình nâng con mèo băng ở bên dưới kia thành lên con dưa hấu băng rồi kìa. Đó. Nói chung là con đấy thì nó sẽ là phiên bản cao cấp hơn của cái con hạt cà phê, à con hạt đậu mà anh em mình hay chơi ngày trước nhá. Con hạt đậu anh em mình hay chơi ngày trước thì nó chỉ có tác dụng là nâng cho mấy cái con kiểu hoa hướng dương hay là mấy cái con kiểu có thể phát triển được, như con nấm cẩu là có thể nó phát triển lên cái mức độ thứ hai thôi, chứ nó không thể biến đổi con cây của mình thành một con siêu cấp hơn. Nhưng mà cái con đậu vàng kia thì nó lại có thể anh em nhá. Cái con đậu VIP kia thì nó lại có thể. Nó có thể nâng cái con đậu thường của mình lên thành dưa hấu thường. Dưa hấu thường, cái gì nhỉ? Con đậu mèo băng thì lại lên thành dưa hấu băng anh em ạ. Còn một số những con plan khác thì mình chưa test thì không biết là nó sẽ có tác dụng lên những con nào nữa không. Anh em nào mà test rồi thì có thể comment xuống bên dưới cho mình biết anh em nhá. Ok ok, chuẩn bị đến cờ 2 anh em nhá, chuẩn bị đến cờ 2.
cái trận đấu này thì theo như cái chiến thuật của mình, anh em cứ làm theo thì chắc chắn là sẽ qua được thôi. Còn về cái phần hardcore thì Zambin nó sẽ ra rất là đông, thế cho nên là anh em phải chơi đi chơi lại rất là nhiều đấy thì mới có thể giành chiến thắng cơ. Đây mình đang chơi chế độ normal thôi, nên là để là cho đỡ phải chơi đi chơi lại nhiều lần anh em ạ. Ok ok, cờ cuối này anh em này. Cờ cuối thì easy thôi anh em ơi. Cờ cuối thì easy thôi. Hai cái cờ đầu tiên hoặc là cái cờ những cái phase trước của những cái cờ cuối này bao giờ nó khó hơn thì anh em biết rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái minigame tiếp theo anh em nhá. Ok ok. Ok, và chúng ta sẽ chuyển sang cái màn minigame tiếp theo. Trong cái màn minigame này thì anh em đang thấy nó rất là đặc biệt, bởi vì anh em chỉ cần trồng một ô thôi là nó sẽ thành 5 ô luôn cho anh em nhá. Tức là trồng 1 được 5 đấy. Cái chế độ trồng này thì anh em thấy nó giống ở trong cái minigame nào không? Mình chắc chắn là anh em vẫn còn nhớ, đó chính là cái minigame thứ hai của cái con Warwick khổng lồ băng ấy. Anh em nhớ chắc chắn, nhớ chuẩn cái minigame đấy không? Cái minigame đấy nó cũng sẽ cho chúng ta trồng 1 được 5 giống như kiểu trong cái minigame này luôn. Thì ngay từ đầu anh em cứ trồng cho mình con hướng dương ra, để tí nữa anh em mình lấy thêm một nhiều săn. Sau bắt đầu là anh em cứ spam Guardian P với lại cái thứ ra để gây đam thôi. Đấy, cứ như thế này là kiểu gì kiểu cái trận đấu này mình còn bật lên chế độ mắc khó luôn để chơi cho nó vi diệu anh em ạ. Bởi vì nó cho trồng 1 được 5 này thì trận đấu nó trở nên rất là dễ dàng. Cho nên là mình trồng, mình bật mắc khó luôn để chơi cho nó nhiều zombie. Ok ok. Thì ở đây thì lúc đầu mình trồng một cái tơn hoáng dương. Sau khi mà trồng một cái tơn hoáng dương xong, mình có được một cái lượng săn khá rồi, thì mình bắt đầu mình nhổ hết hướng dương đi. Và mình sẽ trồng những cái plant khác anh em nhé. Cụ thể ở đây sẽ là Wakaling Pi. Và ở những cái hàng đầu kia thì mình sẽ trồng thêm Gunut. Và trồng thêm cả Gunut săn nữa anh em ạ. Đặc biệt là con Gunut săn, nếu như mà anh em trồng ở cái hàng đầu tiên ngay sát zombie như thế kia thì zombie nó vừa ra cái là vỡ hết mấy cái con Gunut săn đấy, thì anh em mình sẽ được cộng vào rất là nhiều săn luôn. Ok ok. Bây giờ thì mình bắt đầu mình nhổ hết con hướng dương đi, để mình bắt đầu mình thay thế cây qua cái Limpy này. Đấy, thêm cả gốc lửa băng nữa anh em ạ. Gốc lửa băng này thì theo anh em đã xem thì đã biết rồi. Con này cái gốc lửa băng này nó vừa tăng cho anh em mình hiệu khống chế này, vừa tăng thêm cả đam nữa. Đây thì mình có thể sử dụng thêm cả bom đấy anh em ơi. Bom cherry thì có thể tăng thêm dồn đam, rồi là tăng thêm cả săn cho anh em mình nữa. Một quả bom cherry trồng ra là được 5 ô luôn này, thoải mái luôn anh em ạ. Trồng thêm cả Queen Sunflower nữa này. Đấy, tầm giờ này thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Cái kiểu chơi như thế này thì anh em đang thấy là nó khá là có cái gì đó là anh em mình giống với lại Survival nhỉ? Elite Survival đúng không? Kiểu zombie nó cứ ra đông thật đông như này này. Anh em mình đánh nó sẽ cực kỳ giống là trong Survival Mod luôn. Mà đây anh em đang nhìn thấy là chúng ta sẽ phải đối diện với cái màn chơi này, với cái màn minigame này. Chúng ta sẽ phải đánh là 4 cờ anh em nhá. Thì chắc là chỉ có 3 cái đợt cờ đầu tiên, 4 cái giai đoạn, 3 cái đợt cờ là nó sẽ hơi đông zombie một tí thôi. Chứ còn cái đợt cờ cuối cùng thì chắc là nó không có quá nhiều zombie đâu. Bắt đầu chuyển sang cái đợt cờ cuối cùng là sẽ không có quá nhiều zombie đâu. Chỉ trước cái đợt cờ cuối cùng thì nó mới có nhiều thôi. Ok ok. Cái đội hình này của mình thì chắc là coi như là cũng ok rồi đấy anh em ạ. Ok lắm rồi đấy. Mình chỉ cần đợi cho cái hàng ở giữa kia nó hồi phục cái ô đất để mình trồng thêm một hàng qua cái Limpy nữa thôi. Vừa đấy mình chơi cái trò là mình trồng thêm cái quân mộ thần tài. Mình định là mình trồng thêm để mình lấy thêm săn, nhưng mà mình quên mất là mình đã trồng thêm cả chậu, rồi là cả con hamburger kia rồi, nhưng lại cả Queen Sam lâu cái thứ nữa rồi, nên là trồng cái bộ thần tài nó hơi thừa anh em ạ. Thế đợi nó hồi đã rồi anh em mình trồng thêm một hàng qua các NPC nữa là tuyệt vời luôn. Zombie trận này thì coi như là bị ăn hành luôn, bị bón hành gập mồm luôn anh em ạ. Ok ok. Ấy như anh em thấy đấy, zombie ra làm sao được cơ chứ, ra làm sao được cơ chứ. Bao nhiêu đạn lửa băng ấy nó dồn vào mồm, nó lại còn cả bom cherry săn nữa thì quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Trận này thì coi như là easy luôn còn gì nữa. Kể cả đây đang là chế độ hard mod nhưng mà cũng không ăn thua. Ấy, anh em thấy không? Quá là ghê gớm luôn đấy chứ còn gì nữa. Chúng ta sẽ chuyển sang cờ 3 luôn này. Cờ 3 để xem là đông zombie nó ra nữa không. Cái ô đất kia nó vẫn chưa hồi nhỉ? Ây ôi, ui, toàn xe trượt tuyết Gagatua mới lại con zombie mới luôn ạ. Nhưng mà mình cho một phát một đợt cherry bomb này. Ấy, một phát một đợt cherry bomb này đấy, nổ hết luôn.
cái đợt cherry bomb này là cái đợt cherry bomb nó sẽ spawn ra từ cái cây mộ thần tài anh em nhá, chứ không phải là mình trồng được liên tục đâu. Đấy là 5 cái quả bom cherry bomb nó được spawn ra từ cái mộ thần tài đấy. Ui xôi, mình lại còn vừa cho nó một phát quả bom nguyên tử thôi miên nữa kìa anh em kìa, quá là kinh khủng luôn. Trồng một được 5 ấy, cho nên là mình trồng một quả bom nguyên tử ra một phát thôi là nó x 5 lên là thành 5 quả nó một phát thôi rồi. Ôi rồi luôn, quấy bao nhiêu zombie nó quay trở lại nó đánh bọn zombie của nó kìa, ghê luôn đấy chứ. Nói chung là cả một cái mini game như này thì chúng ta chơi thì nó sẽ rất là giải trí, nó sẽ rất là chill, nó sẽ rất là kiểu giải tỏa bớt cái căng thẳng sau khi mà anh em chơi những cái mini game nó hardcore anh em ạ. Thường thì sau những cái mini game hardcore, sau những cái mini game nó thực sự là đòi hỏi anh em phải căng mắt, nó phải căng não rồi là căng tay ra để mà chơi, thì nó sẽ có những cái màn mini game kiểu như này hoặc là sẽ khác một chút, nhưng mà cái tính chất giải trí của nó đem lại thì lại cực kỳ cao so với lại những cái màn mà anh em mình cần phải chơi hardcore. Ok, chúng ta sẽ đến với lại đợt cờ cuối cùng anh em nhé. Đợt cờ cuối cùng này thì Zabi sẽ ra cũng đông cũng nhiều, nhưng mà mình thấy là không xin nhê, bởi vì nó không được bồi thêm một lượng zombie tiếp đằng sau nên là chỉ cần giết được một tôn thôi là xong. Ok, chắc là mình cũng sẽ xin phép anh em kết thúc video tại đây, bởi vì trận đấu nó cũng kết thúc rồi anh em ạ, mình cũng thắng rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.